Hello cả nhà, mình xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Mình với vợ mình đang trên đường từ phố bản về ngay trung tâm thành phố Hà Giang cả nhà. Giờ là đang chạy xuống núi, hôm gài ở trên đây chơi rồi, giờ chạy xuống dưới thành Ở phố. đây là cái khúc đèo chính chính khoanh nè cả nhà, nó uốn lượn như con rắn nha. Nhưng mà ở đây nhìn thấy không rõ nè, giống như đây cái cua, ngay đó cái cua, dưới đó cái cua vậy đó. Hôm bữa từ Cao Bằng mình đi qua là đèo 15 khoanh, 15 tầng đó cả nhà. Nhưng mà khúc đó đang làm, không có quay được, với lại cũng không có kiếm được cái chỗ mà cao cao đó mình quay xuống thấy rõ. Chỉ quay được cái hình người ta chụp thôi. Rất là quanh co luôn. Ngoài đây là có đèo 9 tầng nè, rồi 15 tầng, 14 tầng, mấy cái đèo đó là dữ nhất ngoài đây. Cua nó rất là gắt luôn. Rồi đi tiếp thôi. Mình dừng chân ghé ngay cái dốc Thẩm Mã cả nhà. Ở chỗ này khách du lịch ghé đây nhóc chưa. Và hoa cải đẹp quá, mấy đứa nhỏ nhìn dễ thương ghê. Mấy đứa nhỏ ở đây kiếm tiền cả nhà, là kiểu như là khách Tây, khách du lịch nè. Người ta muốn khách tóc thì đó, ngồi xuống cho mấy bé nó khách. Nó khách tóc rồi nó cài bông lên để chụp hình vậy đó. Rồi cái cho tiền mấy đứa nhỏ. Hoa cải thơm ghê luôn. Ồ, ở đây nhìn thấy cái cua cái dốc này vậy. Ồ, cái đường đi nhìn giống như con rắn vậy. Mấy cái giỏ quà thấy đơn giản vậy chứ nó nặng lắm cả nhà, tại vì ở trong đó có nước, đổ nước vào trong đó đó, để cái bịch ni lông trong đó, đổ nước vào trong đó mới cắm hoa vô, cho nên là hoa nó mới tươi được lâu. Và cái giỏ nó cũng rất là nặng luôn, mà mấy đứa nhỏ nó quải hay thiệt. Cái hoa này nó tươi ghê vậy, mà nó thơm thơm nữa. Hoa cải luôn ta. Hoa cải, còn cái hoa tím tím nó không biết qua gì. Nó cuốn hút mấy con ong rồi nè, có mấy bé bị ong nó chích á. Cái dốc cua này nó ngoằn ngoèo kinh thiệt, nhìn thấy con rắn nha. Thank you.
đây khách muốn chụp hình những cái bó bông bự đẹp như cả nhà, thì mình cứ lại mình lấy mình chụp rồi xong rồi mình cho mấy bé tiền ăn bánh gì đó. Mình cũng kêu vợ mình chụp một tấm ủng hộ mấy bé. Nó đẳng hay vậy? Khách ghé đầy đông lắm cả nhà. Trên cái đoạn đường đi thôi. Chụp tấm với mấy bé. Kể cho nó hơi nhấc nhấc lên xíu không? Khoan nha, đợi xíu. Từ từ, cho mấy người này xích xích ra xíu rồi chụp. Quải thử coi nha, nặng lắm luôn mà mấy bé quải hay thiệt. Nhìn tội mấy bé. Rồi. Của ít lòng nhiều đi, mình không giúp được hết thì cho mấy đứa, mỗi đứa vài cây kẹo ăn chơi. Ta ghé đông quá trời. Chua không à con ăn hay nhờ? Có chua không? Chua hả? Cái này là trái gì? Phải trái táo gừng không? Trái mặn. Nhìn bé cưng nhỏ xíu à. Cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa vài kẹo ăn cho nó vui thôi cả nhà ơi, chứ mình cũng không có giúp đỡ gì được nhiều cả. Mấy đứa nhỏ cũng hay biết kiếm tiền à, khách bính tóc cho khách với há mấy cái bông gì nè đó cho khách, người ta thích mấy cái bông nó nở đẹp nè, người ta chụp hình. Rồi giờ tạm biệt mấy đứa nhỏ, chuẩn bị xuống núi cả nhà. Giờ mình sẽ chạy xuống mấy cái khúc cua nãy mình quay, cái khúc cua mà uốn éo á. Giờ chạy qua mấy cái khúc cua này, chạy thêm một đoạn nữa là xuống tới dưới thị trấn ở dưới rồi. Rồi qua khỏi thị trấn một chút nữa là sẽ tới thành phố.
ở đây người ta trồng mấy cây thông này quá trời cả nhà. Cái loại thông này giống như thông ở nước ngoài người ta trồng, người ta lấy gỗ người ta làm nhà rồi nè. Buồn ngủ quá, ghé ghé quán cả nhà. Anh biết mình buồn ngủ, anh mở nhạc không lời luôn. Ghé quán uống 2 ly cà phê cho nó tỉnh ngủ với ăn tí trái cây cả nhà. Đây gừng thông, gần tới gừng thông u gì mới u tính nó u minh này, yên minh không yên minh. Đây cảnh mát mẻ nhìn xuống đá lắm đó nha, ngủ trưa đúng bài luôn. Quán cà phê ở đây rất là đẹp, đi ngang qua đây ghé nha, anh trang trí quán đẹp lắm. Đói bụng là có bắp ăn luôn nè. Điểm dừng chân du lịch sinh thái gừng thông yên minh rồi cả nhà. Ở đây có cái gừng thông vậy nè, mát mẻ, ghé đây nghỉ ngơi hoặc là ăn uống vậy đó, cắm trại gì cũng được. Trên đó người ta có bán đồ ăn nước uống luôn. Mình đi tiếp chứ mình không có ghé, tại mình mới ghé quán nước ngồi ăn uống đằng đó với nghỉ đằng đó một chút xíu rồi. Tại từ quán nước đó lại đây có cây số rồi. Cảnh buổi chiều ở vùng quê đó nha, nhìn nó yên bình ghê. Có mấy người người ta xuống dưới suối, người ta giặt đồ với mấy đứa nhỏ tắm suối nè. Ghé ăn cơm cả nhà, nãy ở trên núi, bây giờ mình xuống núi tới yên bình, tới đồng bằng ăn miếng cơm rồi đi tiếp. Ớt không? Thôi đi, đừng ăn mấy đó. Ăn cái gì nè, cái gì ngâm nè. Này cơm phần, phần về là 40k. Đây có tảng đá nhìn giống như mặt người vậy cả nhà. Đó, miệng, mũi, mắt, mặt. Nhìn y chang luôn á. Đó, biết cả nhà thấy không? Đó, ở đây mình nhìn lên mình thấy giống lắm luôn á. Này xa ra rồi nè. Mình chạy ngang quán bạ cả nhà. Có ở đây có hai cái núi đôi, cái này người ta gọi là núi đôi cô tiên đó cả nhà. Nhà mình đứng nó hơi xéo xéo. Đây quảng bạ cũng còn của ở đây là thuộc về Hà Giang. Mình đang quay trở về thành phố trời Hà Giang đó cả nhà. Đây mình chưa có ghé thành phố Hà Giang, tại bữa mình bên Cao Bằng. Cao Bằng mình chạy qua đây cho nên là không có ghé thành phố Hà Giang. Giờ mình về thành phố Hà Giang mình nghỉ, mình chạy lên trên đỉnh núi rồi cả nhà. Nhìn xuống thấy ở dưới quảng bạ nó rõ đó, hai cái núi đồi nãy mình quay đứng ở dưới thấy không rõ cả nhà. Lên trên đây mình nhìn thấy rõ.
nhìn xuống thấy toàn cảnh thị trấn của Quảng Bạ. Phía trên đó là cổng trời của Quảng Bạ đó cả nhà. Hồi mình leo lên trên đó thử coi. Ở ngoài đây mấy cái con đường nó nhìn đã lắm, nó quằn ngoèo vậy đó. Trời cũng chiều rồi cả nhà, 3 giờ chiều rồi. Bắt đầu sương mù rồi, nó xuống rồi. Nó mù mịt rồi, xa xa nhìn thấy núi mập mờ. Ở trên mình đang ở trên cao nè, nó mát mát. Xuống phía dưới đó đó là nó sẽ nóng. Đây là cho con. Nhìn thấy cưng quá cả nhà, hình như cho mẹ nè. Ba con. Ồ, nhìn nó giống như cục bông gòn, nó quay cục bông gòn. Mà cái lông nó xù xù giống như gấu bông vậy đó. Con gấu bông nè. Ồ, con này đúng gấu bông nè. Ồ, cái mặt kia. Lấy mua mày về nuôi chứ. Cái chân của nó mẹ. Đã quá, cưng quá. Mấy đứa đây. Chân quá. Ơi, chạy xuống dưới rồi. Lông nó xù. Cái con này mà tắm ra cái mắc cười lắm, tắm ra cái lông nó sát kẹt à, nhìn nó bé tí à. Cái cùi vậy nó mới chịu lạnh được nè. Ừ, đây lạnh mà. Trời ơi, bé ơi. Trời ơi, cái mặt bé nhìn. Trời ơi, nhìn đẹp quá à. Cái đường là thấy mệt tới rồi đó. Hôm qua leo gì? Cột cờ Lũng Cú. Bên hai leo cổng trời Quảng Bạ. Lũng Cú thuộc gì quên ta? Đồng Văn à? Đó là thuộc Lũng Cú thuộc Đồng Văn. Leo tới đỉnh rồi cả nhà. Nói trên đây là cổng trời, nhưng mà thật chắc cả nhà biết là gì không? Cái trụ này là cái trụ phát sóng điện thoại, hình như là của Vinaphone á. Ở dưới mình thấy chữ Vinaphone nó bự lắm. Thôi mệt quá. Nó có cái mái che vậy nè. Với hình mấy con bướm bướm. Với cái xích đu. Đó. Đó, trên này nó cao. Mình nhìn thấy cái view xuống dưới á, nó đẹp, có hồ nước đằng đó nữa đó. Trời. Rớt rồi. Thấy cái núi đồi. Núi đồi à? Phút rồi. Ở đây không thấy được rồi. Nó nằm mép bên kia bị che phút rồi. Kìa. Nó chóc phút bánh vậy. Ừ, thì phía bên đó là ngay thị trấn của trung tâm thị trấn đó. Bị che ở núi đồi đó, kế thị trấn. Thì ra trên này là cái trạm phát sóng điện thoại. Đi lên đây là 10.000. 10.000 một người. Phí chụp ảnh. Ở dưới người ta để vào phí chụp ảnh phía dưới đó. Người ta thu tiền ở dưới. Thu tiền cho cái bảng đó cả nhà, cái bảng để là cổng chờ Quảng Bạ. Rồi chụp hình gì chụp đi rồi đi xuống, phía trên này đâu có ai đâu. À chắc cái này là ta đầu tư vô quá rồi, ta đầu tư mấy con bướm bướm nữa nè. Với xích đu nữa nè, cho nên là người ta thu tiền lại. Với cái cổng phía dưới, cái cổng để chữ cổng chờ Quảng Bạ. Nguyên con heo quay luôn đó nha, 350 một ký. Nóng hổi luôn. Mình đã tới thành phố Hà Giang rồi cả nhà. Hổm gài là mình qua cái dòng ghìa có cột mốc đó. Tại mình từ Cao Bằng đi qua, cho nên là mình ở cái trên cái dùng ghìa, ở trên dùng biên giới dùng ghìa trước. Rồi xong rồi giờ mình mới xuống thành phố Hà Giang mình nghỉ.
nghỉ qua đêm để qua bên Lào Cai cả nhà. Còn người ta từ Hà Nội lên là người ta sẽ ghé thành phố Hà Giang trước, còn người ta mới đi dọc kìa, còn mình thì đi ngược hướng. Rồi các bạn đó, bà qua lộ mà bà chạy giữa lộ hoài, xe mất kẹt không sao. Qua thì qua luôn, chơi chạy giữa lộ. Thành phố Hà Giang, mình chơi mình đi ngược hướng người ta là từ thành phố rồi xong ta mới lên dòng ghìa. Đây mình bên kia là ở dòng ghìa sẵn rồi, cho nên là mình băng qua luôn. Cột mốc km số 0 à. Nãy mình mua heo quay cũng gần ngay chỗ này là cả nhà. Xích đằng trước đó xíu, qua khỏi tòa nhà cao cao đó tí xíu à. Thấy nguyên con heo quay nhìn ngon quá. Còn nguyên con luôn á, người ta chưa bán luôn. Ghé mua ăn thử. Đoạn đây chắc là quảng trường. Đoạn đường này là phố đi bộ Nguyễn Trãi. Mình hướng phòng ngay trung tâm thành phố Hà Giang luôn đó nha. Phòng ở đây nhỏ gọn, sạch sẽ, thoáng mát. Thì chủ khách sạn cũng kỹ lắm cả nhà. Quần áo đem đi giặt cả nhà. Mấy ngày nay trên núi mặc gom gom lại 2-3 ngày mình mới giặt lần. Nhà nghỉ Thanh Loan, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Số là 457 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang cả nhà. Có toilet trong phòng luôn. Nhưng mà người ta kỹ, người ta làm hai cánh cửa luôn cả nhà, cánh cửa phòng ngoài á. Ở đây cánh cửa để ngăn chặn giữa cái phòng với toilet đó. Đang gom đồ đi giặt. Mấy bữa gà ở trên núi không mới giặt đồ. Cho nó lạnh quá. Bật gom gom xuống thành phố mình giặt luôn. Bây giờ mình đi kiếm chỗ giặt đồ với kiếm cái gì ăn luôn cả nhà. I love Hà Giang cả nhà. Mấy cái cây lớn lớn cái này người ta quấn đèn xung quanh nhìn đẹp quá trời. Phía bên lộ có khách sạn to quá trời, to bự luôn, bự xà bá. Yến biển hay là yên biên gì đó, không có dấu. Như đây là nhà hàng Sông Lô, nhà hàng nổi ở dưới sông luôn đó nha, dưới đó dưới sông á. Phía cái đèn sáng sáng là bên bờ bên kia, còn mình đang đứng bên bờ bên đây. Ở đây có nhiều quán để ăn tối lắm. Mình ghé Phương Ốc, ốc hải sản lẩu nướng. Cặp bờ Sông Lô. Đây, heo quay theo kiểu Lạng Sơn đó nha, lá bắt mặt. Rất là ngon luôn. Ăn vợ trong thời gian chờ đợi món ra thì mình ăn heo quay trước đây, mình có heo quay. Heo quay này mà được mới nóng đem ra ăn liền á, mình để nãy giờ nó cũng hơi nguội rồi. Chấm với cái lá nước mắt mặt nè, cái lá nước mắt mặt này là phía trong bụng á, phía trong bụng heo thì người ta quay á, nó tươm ra. Heo nó còn non á, ăn nó ngon, với người ta chặt cái bè đùi. Sớm người ta chặt cái bè đùi người ta bán mình. Rồi mời cả nhà nha. Ê, đúng không? Đi xe nhiều lâu nó cũng phải mệt mỏi xíu. Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Cả nhà nha. Trong thời gian chờ đợi món của quán kìa. Heo quay thì ngon nhưng mà cái nước đó, nó hơi thiếu đường xíu. Hồi xin ta miếng đường bỏ vô. Ăn với rau mùi này vậy, rau thơm nè. Heo quay ngon mà, rau thơm đủ mùi luôn nè. Cho tí đèn vô cho nó sáng cả nhà. Kinh giác. Này ốc hương làm gì mà quá trời sốt rồi vậy? Ốc hương sốt trứng muối. Sốt trứng muối, chị hơi lỡ tay cho nhiều sốt cả nhà.
Còn gì ta? Còn còn tôm nướng với mực, tôm nướng với mực nướng với thêm cái lẩu bò nhỏ. Mồi ra nữa cả nhà ơi. Quá trời mồi rồi. Giờ ngồi ăn tèn tèn hóng gió xíu rồi về ngủ nghỉ, mai đi tiếp cả nhà. Để coi coi mai không có ở thành phố Hà Giang, để coi có điểm nào cần đi không. Không có điểm nào cần đi thì mình chạy qua bên Lào Cai, Sa Pa bến cả nhà. Rồi thôi, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.